Vâng, và sau đây em tiếp tục là quay và thông báo cũng như là giới thiệu hai con Crown Macrotech 5000 VZ tiếp theo để em quay để các bác cùng xem đồ đẹp và báo luôn series để các bác cùng xem. Video này là có hai con nha các bác, đều là Crown hàng tuyển hết nha các bác. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là chất lượng và thứ hai ba là chất lượng chất bãi cho các bác và me rất đẹp. Quả bàn về đồ đẹp và phiên bản là bản full nha các bác, gọi là bản full. Nguồn lớn, chạm xoáy, tem nhôm, Crown Macrotech 5000 VZ nha các bác. Các bác mà chơi những con này thì không cần phải lăn tăn về trình nâng cấp gì nữa các bác. Chơi này là đỉnh rồi. Nếu chơi gia đình mà mình chơi tới 5000 VZ là vừa đỉnh, vừa trưng bày, vừa làm của, cũng vừa đánh cấp của phòng khách của chúng ta. Để con này mà để trong phòng khách mà VIP với những cặp robot như là 601 quấn 2 cặp, hoặc là 601 kẹp kìm 701, hoặc là quấn 2 cặp full 30, kể cả full 40 luôn nha các bác. Còn con này chơi một cặp full 50 candidate luôn. Mở gia đình thì chơi 40 luôn lại chứ ai đâu mà chơi 50 các bác. Đối với full 40 thì vô tư rồi. Rất là mới, mời các bác cùng xem nha. Đây có thật mé, máy mạng về các bác, từ những cái series dây còn nguyên tem mới keng nhá. Chỉ có dòng 5000 VZ là chạy nguồn xuyến thôi nha con. Nguồn xuyến là sử dụng cho những cái sản phẩm khủng đó. Còn 3600 VZ là vẫn sử dụng nguồn thường nha, rất là mới nha các bác. Nãy giờ quên quay cái mạch tiền đây bên hông này nha. Quay được đẹp, là cực kỳ xuất sắc nha. Này, phía trên này này các bác chỉ việc về cắm điện gia đình và chúng ta xài thôi. Tí nữa em quay phía sau là em báo series luôn, từng con trái con phải, nói là mình xem thích con nào thì lấy thôi. Đồng giá như nhân là 33 triệu nha. Em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đây là máy tuyển chọn hết chứ. Rồi, nó nặng quá thì thôi không quen. Để phía sau luôn. Đây các bác, nhìn lớn này nha. Trạm xoắn này, chứ không qua trạm ốc nha các bác. Trạm xoắn là đời VIP. Đó là hiếm. Và con này thì em đang, con bên phải này, em đang để cái tem ghi số 1 để có dễ thấy nè. Con này là series là tem nhôm, tạm đường tín hiệu đầu vào là có 6 ly 3 lăng. Khi các bác mua những con đẩy này để em tặng kèm một bộ dây 3 lăng đó nha. Còn bên phải này các bác đang thấy là series là 12323. 12323. Và con bên trái này là tem ghi số 4 nhưng mà series là 12331. 12331 nha. Con bên trái là 12331, còn con bên phải là 12323. Đấy. Con bên phải là 12323, còn bên trái là 12331, con này là 12331 này, rất là đẹp nha các bác. Giá 33 triệu bao gồm phí ship rồi nha các bác. Chỉ không đủ thì em sẽ bớt vài trăm cà phê cà pháo. Giá cả thì các bác yên tâm, thứ nhất là các bác mua đúng chất hàng bãi nha. Máy là máy đẹp, máy tuyển, chất lượng nó cao, đặt tiêu chí là vừa nghi vừa trưng bày trong phòng khách, nó đẳng cấp. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nha.